Xin chào các bạn nhé. Và để tiếp tục hoàn thiện với cái bài hôm trước, thế thì hôm nay mình sẽ cùng nhau đi để hoàn thiện nốt cái bài karaoke theo một cái sở thích cũng như phong cách riêng của mình các bạn nhé. Thế thì trước khi đi vào hoàn thiện thì các bạn sẽ chuẩn bị một cái video theo một cái sở thích của các bạn đấy, như đã giới thiệu đấy. Sau khi đã quay được video trên điện thoại, thế thì để chuyển từ điện thoại mà sang máy tính các bạn nhé, thì các bạn trước tiên các bạn sẽ chuẩn bị cái sạc cắm của nó này. Đây là cái sạc cắm điện thoại bình thường các bạn nhé. Đấy, thế thì bạn sẽ dùng cái ổ này cắm vào bình thường như mà mình nạp điện thoại hàng ngày đấy. Còn cái đầu này thì bạn sẽ rút nó ra khỏi cái phích cắm này. Đấy, cái đầu này thì bạn rút ra để mình dùng cái đầu này cắm vào máy tính các bạn nhé. Vì mình cũng nói sơ qua vì các bạn chưa làm quen nên là mình cũng dặn cái cách để chuyển đổi từ điện thoại sang máy tính. Thì sau khi bạn rút ra rồi thì bạn sẽ cắm cái đầu vào đây và cái máy tính này. Cái máy tính nào nó cũng có cái ổ cắm các bạn nhé. Thì các bạn sẽ cắm vào đây. Đấy, sau khi đã chắc chắn rồi thì bạn sẽ chuyển xuống dưới điện thoại. Và cái đầu dưới đầu đường nạp điện thoại bình thường đấy. Thì lúc này thì bạn sẽ mở điện thoại lên. Khi mở điện thoại ra thì nó sẽ có chữ đây, cho phép đây. Thì cũng có cái thì nó sẽ ghi là chuyển tệp các bạn nhé. Thì nếu là mà nó ghi là chuyển tệp thì bạn đấn vào chuyển tệp. Mà cho phép thì mình đấn vào cho phép. Mình đấn vào cho phép này. Sau khi mình đấn vào cho phép hoặc là chuyển tệp xong thì bạn sẽ chuyển lên màn hình. Và bạn sẽ mở cái micromotor ra. Thì đây, cái biểu tượng điện thoại Samsung thì nó đã vào trong máy các bạn nhé. Gala Samsung đây. Mình sẽ chích chuột trái vào đấy. Thì ra là bộ nhớ này, trong điện thoại này. Tiếp tục thì bạn vào cái phần DM này. Sau đó chuột trái vào phần camera này. Và đây là toàn bộ những cái phim mà mình đã quay đây các bạn nhé. Thì đấy là cái cách để bạn chuyển từ điện thoại sang máy tính để lấy cái dữ liệu để làm các bạn nhé. Thì sau khi bạn đã copy, chuột phải copy vào thì bạn sẽ paste ra đây. Để mình tí nữa mình cho ghép nó vào cái bài karaoke đấy. Chuột phải chọn paste. Thì đây, lúc này nó đã ra màn hình để cho ta làm việc. Thế và đấy là toàn bộ những cái cách mà chuyển các phần dữ liệu phim cũng như ảnh từ điện thoại sang máy tính các bạn nhé. Và mình cũng xin dặn các bạn là khi các bạn đi quay phim để đưa vào phần mềm làm việc thì các bạn nên quay ngang vi điện thoại các bạn nhé. Quay bằng ngang điện thoại ra thì sau khi mình đưa vào phần mềm thì nó dễ làm việc hơn, chứ đừng có quay dọc điện thoại. Và đấy là một số những cái lưu ý mình muốn dặn các bạn mà chưa quen thì cũng nên làm thế để cho nó dễ dàng làm việc các bạn nhé. Thì mình sẽ kiểm tra lại cái bài hôm trước mà các bạn đã ra chữ đây. Và tiếp đó là một cái video theo ý thích của bạn. Đây, ví dụ như mình thì mình sẽ đi quay ở ngoài cánh đồng thôi. Thế còn các bạn thì tùy theo, bạn có thể quay theo đi du lịch thì có cái video nào đi du lịch chẳng hạn. Hoặc là quay cảnh bạn gái cưới hoa chẳng hạn, đấy là tùy. Thì và đây là cái video hôm trước mình đã tải về. Và cái phần mềm mình đã tải về hôm trước đây, Premiere, phần mềm mà làm phim chuyên nghiệp các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở nó ra. Bạn chờ một lát. Phần mềm này là phần mềm làm phim chuyên nghiệp cho nên rất là nhiều chức năng. Tuy nhiên thì thời gian có hạn cho nên mình làm đến đâu thì mình sẽ học đến đấy các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vào đây để lưu cái break lại. Bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ để view. Và bạn sẽ vào download này. Sau đó là chọn ra để màn hình desktop các bạn nhé. Vì phần mềm nó nhiều chức năng cho nên các bạn cứ làm theo cái mũi tên của mình các bạn nhé. Vì học cái Premiere này nó nhiều chức năng lắm cho nên mình phải học dần. Và đây là cái giao diện của phần mềm Premiere làm phim chuyên nghiệp. Rất là nhiều những cái chức năng. Tuy nhiên thì mình học đến đâu thì mình làm đến đó các bạn nhé. Học ngay một lúc thì nó rất là nhiều. Thế đây là khu vực mà để chuyển cái video xuống để làm việc, người ta gọi là Blu-ray.
Thế còn đây là những cái chức năng khu vực màn hình để chờ. Và đây là khu chứa những cái video và âm nhạc để mình chỉnh sửa. Thì tạm thời mình sơ qua thế. Bây giờ mình sẽ chuyển ra cái khu break này để mình chuyển dữ liệu vào các bạn nhé. Rồi sau đó thì bạn sẽ, đây nó có thanh tìm kiếm đây, thì bạn sẽ chuột phải vào nó và chọn xuống dòng inbox, còn dưới cùng là inbox các bạn nhé. Đây, chuyển vào đây, sau đó bạn chuột phải vào đó và nó sẽ dẫn đến cái đường để chọn cái video vào. Bây giờ mình sẽ tìm cái video mà mình đã tải về các bạn nhé. Đấy, bạn để ở đâu thì bạn tìm ở đó, mình để desktop thì mình sẽ tìm ngoài desktop. Và bây giờ mình sẽ chuyển cái video này xuống. Thì để chuyển nó xuống thì bạn sẽ bấm vào đó để cho nó bôi đen nó đi. Sau đó chọn Open. Đấy, và lúc này thì video đã chuyển xuống phần mềm cho ta làm việc. Phần mềm hôm trước mình tải về đây các bạn nhé. Sau đó thì bạn sẽ kéo nó sang cái bên này. Đấy, dùng cái chuột, dí chuột và kéo nó sang, thả nó sang cái rãnh này. Và nó đã sang đây, và đây là cái màn hình để mình theo dõi. Và phía dưới như mình đã nói là cái khu nhạc cũng như lời để mình xử lý. Và tiếp tục vào phần break này. Bây giờ thì mình sẽ chuyển cái chữ mà mình đã làm thành cái chữ xuống các bạn nhá. Lại tiếp tục vào import. Và bây giờ lần này thì mình sẽ tìm cái chữ mà mình đã giải hôm nọ xong đó. Đây, cái phần chữ của cái phần mềm kia thì mình bây giờ mình sẽ bôi chuột đen vào nó. Nhấn chuột trái, sau đó chọn Open. Tiếp tục cho nó xuống. Và lúc này thì mình lại đã xuống rồi thì mình lại kéo nó sang bên này. Đã có là một cái video của người ta này và một cái nền giải chữ của mình này. Bây giờ mình sẽ đi vào để chỉnh nó này. Đấy, hiện tại bây giờ là nó có bé hơn thì mình để cho nó to, nó cân bằng như nhau thì mình sẽ chỉnh như thế này các bạn nhé. Bấm chuột trái vào đây cho nó sáng lên. Sau đó bạn tiếp tục nhấn chuột trái vào màn hình này. Và lúc này thì mọi cái là cân rồi nhé. To nhỏ là ở cái đây. Nó sẽ nổi lên 4 cái góc cho ta chỉnh to nhỏ đây. Thì mình sẽ chỉnh cho nó vừa bằng tương đối. Thì tạm thời mình chỉnh cho nó tương đối thế đã các bạn nhé. Mình đánh vào đây để chạy thử. Sau khi tạm thời rồi thì mình sẽ bấm vào đây để chạy thử các bạn nhé. Đấy, bấm.
Đấy, tạm thời làm đến đây các bạn nhé. Thì nó đang chồng chéo chữ như thế, mình tạm thời làm thế này đã. Sau đó thì mình sẽ dí chuột vào đây để lấy cái lưỡi nam ra, hình cái lưỡi nam các bạn nhé. Sau đó là dí cái chuột vào và mình sẽ cắt. Sau đó lấy cái mũi tên này, bôi trắng nó đi này. Và đây mình bôi lại này, bôi trắng đen đi này, bôi đen này. Sau đó chọn cắt nhá, để cho nó bằng. Tạm thời mình làm một đoạn thế đã. Đấy, hiện tại bây giờ thì nó sẽ có hình của người ta các bạn nhé. Bây giờ là nền của người ta, thì bây giờ mình muốn thay cái nền của mình vào thì mình sẽ chuyển xuống đây. Đấy, chuyển đến cái phần video đấy. Đấy, sau đó bạn chuột phải vào đó và chọn an ninh để mục đích là để tách ra các bạn nhé, giữa nhạc và nền. Đấy, thì lúc này nó sẽ sáng lên và cái ô lên, nhạc riêng và hình nền riêng. Khi hình nền nó đã sáng trắng hết rồi thì các bạn sẽ tiếp tục dí chuột vào đó. Đấy, chuột, dí chuột vào cái hình nền này, sau đó là chuột phải này. Sau đó bạn chọn close để bỏ nó đi các bạn nhé. Mục đích là mình bỏ đi để mình đưa cái hình nền của mình vào. Đấy. Thì lúc này nó chỉ còn nền nhạc cũng như cái chữ của mình thôi. Bây giờ mình lại tiếp tục cho cái hình video của mình vào, mà cái mà theo ý của bạn đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho cái video mà mình đi quay về các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình để ngoài màn hình desktop thì mình sẽ lại tìm ngoài màn hình. Đây, cái của mình đây, cánh đồng làng đây. Mình sẽ cho cái của mình quay xuống để làm tặng các bạn xem nhé. Sau đó mình lại chuột bôi đen vào chuột này, chuột trái vào nó này để cho nó sáng lên này. Sau đó chọn Open để cho nó xuống các bạn nhé. Chuột trái đen này, Open này. Đấy, thì lúc này cái video mình đi quay đã xuống rồi các bạn nhé. Và tiếp tục mình lại dí chuột vào để kéo nó sang bên này này. Đấy, thì sau khi nó đã sang bên này rồi nhé các bạn nhé, thì bạn lại tiếp tục để bỏ cái hình tiếng của nó đi, vì nó lẫn cái tiếng mình đi quay vào. Đây, mình sẽ di cái trỏ chuột sang đây. Mình tiếp tục chuột trái vào nó để cho nó sáng lên nhé. Chuột trái cho nó sáng lên, sau đó tiếp tục chuột phải và lại chọn an ninh, tức là mục đích lại tách ra các bạn nhé, tách ra để bỏ cái phần nhạc của mình đi. Lúc này thì mình chỉ cần lấy cái hình thôi, hình ở trên và nhạc ở dưới. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái hình, cái tiếng của mình đi, tiếng gió, tiếng động của mình đi, và mình lại chuột trái vào nó, sau đó chọn close để bỏ nó đi các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ di chuyển nó vào đó, và mình sẽ cắt đi, và mình sẽ sau đó thì mình sẽ chuyển nó vào đây. Bây giờ mình chạy thử các bạn nhé. We'll be right back.
rồi thì các bạn nhé. Sau đó mình dùng cái dao lam ở đây. Đấy, mình đây có cái lưỡi lam để cắt nha các bạn nhé. Thì mình sẽ chỏ chuột vào đó, bấm để cho nó xanh cái lưỡi lam lên, sáng lưỡi lam lên. Sau đó mình chọn sang vào đây và dùng cái con chuột chỏ tới để cắt. Đấy, sau đó là dùng cái mũi tên tiếp tục bấm vào đây và xóa nó đi các bạn nhé, cắt ra đi, close. Đấy, lúc này nó đã không có đoạn thừa nữa. Đấy, thì mình làm thử một đoạn này các bạn nhé, còn các bạn làm cả bài thì như thế thôi. Thừa đâu thì bạn sẽ dùng cái lưỡi lam để bạn cắt nó đi, sau đó dùng cái mũi tên trên cùng để xóa nó đi, thế là xong. Và đây là cái sản phẩm mà mình đã làm thử cho các bạn nhé. Đấy, và đây là cái sản phẩm mà mình đã gọi là tạm thời xong các bạn nhé. Tuy nhiên thì nếu bạn làm đẹp thì bạn nắn nót thì nó sẽ đẹp hơn. Rồi chữ bay ra bay vào thì cái đấy mình sẽ học sau. Chữ quấn ra quấn vào đó. Thế thì bây giờ để trước khi mà xuất ra nhé, thì các bạn sẽ chọn cái này cho nó được Full HD này. Đấy, Full HD tức là ở cái chế độ đẹp nhất này. Sau đó bạn chuyển ra cái góc màn hình này, tìm cái chữ file này, nó bấm chuột trái vào file này. Đấy, từ góc màn hình có file này, sau dò xuống cái dòng import. Đấy, xuống đây là import video các bạn nhé. Đấy, mình làm lại này, chuyển vào file này, file này, chọn đến file này, sau chọn import này. Đấy, import, nhớ là dòng import đấy, sau dê chuột sang đây thì chọn media file này, import media file này. Đấy, sau đó bạn chuột trái đấy thì lúc này nó sẽ chuyển đến một cái giao diện như này. Đấy, chuyển sang giao diện này thì cái này là cái H264, tức là cái mức độ trung bình các bạn nhé. Còn nếu mà bạn không có cái H264 thì bạn phải chuột phải vào đây và tìm đến cái rãnh cái ô này. Đấy, nhớ là phải H264 giống của tôi này thì mới xuất ra được các bạn nhé. Nếu như mà không thì bạn phải vào đây và bạn có mũi tên đây. Đấy, tất cả những cái thông số này thì các bạn cứ để im nhé. Đây, đây là những cái thông số của video này thì nó đã mặc định rồi, thì các bạn cứ để im vậy. Đấy, chỉ có cái dòng output name này là tức là đặt tên cho video này, thì bạn sẽ chuột trái vào đó. Thì sau đó là mình để chỗ nào đấy, thế thì mình cứ để tạm ngoài màn hình đã cho nó dễ các bạn nhé. Còn các bạn để vào đâu là tùy. Đây, đây là khu vực màn hình desktop này. Sau đó là mình sẽ đặt tên cho nó này, đặt tên cho cái video đấy của mình này. Đây, nó hơi dài quá thì mình sẽ đặt tên cho nó là karaoke này. Karaoke, ca dao em và tôi. Đấy, sau đó bạn đặt tên, sau khi bạn đặt tên rồi thì bạn sẽ chuyển đến cái nút save này các bạn nhé, save này. Đấy, ta bấm vào nút save. Sau khi đã save rồi thì như mình đã nhắc đấy, thì cái bạn phải kiểm tra lại một lần nữa. Những cái này bác để im này và đặt tên cho video này, chỗ để này. Đây là khu vực mặc định này, cái thông số này thì nó là mặc định rồi, các bạn cứ để im không động vào nhé. Sau đó là bạn chuyển xuống dòng đây, import này, chuyển đến dòng import này và sẽ nháy chuột trái vào đấy để xuất ra các bạn nhé. Và đây, đây là máy nó đang, lúc này là máy nó đang chạy rồi. Thế thì bài hát dài hay ngắn nó tùy theo nhé, hoặc máy của các bạn nó chậm hay nhanh cũng là tùy theo máy.
Nếu mà máy nó tốt, nó nhanh thì nó rất là nhanh. Hoặc là bài hát, tùy theo bài hát mà dài thì nó lâu. Đấy, bây giờ là đã xong. Mình làm được. Như vậy là đã tạm thời xong. Bây giờ mình sẽ ra màn hình để kiểm tra các bạn nhé. Và trước khi ra màn hình kiểm tra và tắt máy đi thì bạn sẽ nhớ và save lại để sau này mình còn sửa chữa lại các bạn nhé. Chứ đừng có đấn đây. Đây là nút yes này. Có new nó lại này. Đấy. New nó lại để ví dụ như có sai lỗi gì thì mình còn có mở ra là lại chỉ việc chỉnh lại thôi các bạn nhé. Đấy, chứ đừng có đấn vào lâu. Lâu là nó sẽ mất hết, là lần sau lại phải làm lại, rất là mệt. Đây, lúc này bây giờ mình lại mở thử cái file ra để ví dụ như mình có quên cái gì thì mình lại sửa chữa lại này. Đấy là cái thao tác mà trước khi tắt máy, tắt phần mềm đấy thì các bạn phải ấn vào cái nút yes, tức là có lưu lại. Đấy thì lúc này nó lại trở lại thế, thì có ví dụ như bạn có quên hoặc bạn sửa chữa gì thì nó vẫn còn nguyên như thế các bạn nhé. Thì mình mà nâu cái là nó sẽ không có lưu lại nữa, mà mình lại làm lại từ đầu là rất là mệt, rất là mất thời gian. Đấy. Thế thôi, và tiếp tục thì mình sẽ tắt ra đi. Đây, cái này là cái mà bản mà mình đã có để mình sửa chữa các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mở thử cái sản phẩm của mình ra xem sao. Đây, ca dao em và tôi đây. Lúc này nó đã nằm ngoài màn hình đây. Và cho đến bài chia sẻ này thì mình đã hoàn tất một bài karaoke theo một phong cách riêng của mình như đã giới thiệu và chia sẻ ở những bài trước. Và để cho nó đẹp mắt cũng như chuyên nghiệp hơn thì còn một số những cái hiệu ứng nữa thì mình sẽ xin chia sẻ ở những bài chia sẻ tiếp theo. Và để thưởng thức một cái sản phẩm mà do chính tay mình làm ra một cách mỹ mãn hơn thì theo mình các bạn sẽ đưa vào một kênh YouTube các bạn nhé. Và đưa vào kênh YouTube thì mình sẽ xem được trên màn hình rộng, ví dụ như TV của gia đình chẳng hạn. Và khi đã có kênh YouTube thì các bạn có thể bớt chút thời gian làm thêm một số việc, vừa là đam mê vui chơi cũng là vừa là kiếm thêm thu nhập trên chính cái kênh YouTube của mình các bạn nhé. Và ngay sau cái tập này thì mình sẽ chia sẻ cái cách lập một cái kênh YouTube chuẩn SEO theo YouTube đề ra các bạn nhé. Và đến đây thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cũng như theo dõi. Và các bạn thấy video có hữu ích thì hãy like cũng như chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và xin cảm ơn, xin chào và gặp lại các bạn ở những số tiếp theo.